Kính thưa chư quý vị, chư quý đồng đạo, trong quyển 6, Đức Thầy đã dạy, muốn làm tròn nhân đạo, phải giữ vẹn tứ ân. Nhưng trước hết, phải tránh tam nghiệp và chừa thập ác. Và Đức Thầy còn cho biết, nhưng Thầy xét lại, khẩu nghiệp các trò nặng nề hơn hết. Như vậy, trong đường tu, chúng ta phải tránh được tam nghiệp thì mới mong sớm về cõi Phật. Mỗi người đều có ba nghiệp chướng, thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Ba nghiệp chướng ấy khiến cho con người phạm 10 điều ác. Thế mà trong đó, khẩu nghiệp sanh đến 4 điều ác. Thế nên, để tìm hiểu 4 điều ác đó từ khẩu nghiệp ra sao và nó có những tác hại như thế nào? Giờ đây, chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Phan Chí Tâm, giáo lý viên Ban Phổ truyền Giáo lý Trung ương đến diễn đàn để giảng giải qua đề tài khẩu nghiệp mà chúng tôi vừa nêu. Xin trân trọng kính mời ông. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị cao niên kỹ trưởng trong đạo. Kính thưa quý vị trong ban tổ chức. Quý vị đại diện cho các ban trị sự xa gần trong và ngoài địa phương đồng đây tham dự. Được sự phân công của Ban Phổ truyền Giáo lý, Ban Trị sự Trung ương, hôm nay chúng tôi trở về đây để làm nhiệm vụ của mình, đó là cùng nhau chia sẻ qua một cái chuyên đề khẩu nghiệp mà quý vị cũng đã vừa nghe vị dẫn chương trình cũng đã có giới thiệu hết sức là rõ ràng. Vậy thì lời nói đầu tiên chúng tôi cũng xin gửi đến toàn thể quý vị lời thăm hỏi, lời chào mừng quý kính và lời tri ân sâu đậm nhất của chúng tôi. Kính thưa chư quý vị và chư đồng đạo thân kính, thì hôm nay đầy đủ nhân duyên chúng ta lại gặp nhau trong mái đạo tràng và để cùng nhau chia sẻ qua lời Châu Ngọc Tổ Thầy để nhằm rút tỉa ra cái kinh nghiệm sống để rồi mỗi đồng đạo chúng ta thực hiện đúng cái chữ tu trong đạo Phật giáo Hòa Hảo mà Đức Thầy đã dạy rằng tu tức là trao sữa, tức là sữa trao là phận của mình, xưa nay là lẽ, là sự kinh rõ ràng. Thì mỗi con người chúng ta thì ai cũng có sắc thân, ai cũng có lời nói và ai cũng có cái sự suy nghĩ. Thì theo lời Đức Thầy, đây là ba cái nghiệp căn bản nhất gọi là tam nghiệp, và cũng chính vì ba cái nghiệp chướng ấy mà nó khiến con người phải phạm 10 điều ác. Để rồi chúng ta phải luân hồi đền trả. Mà vừa rồi thì quý vị cũng đã nghe sư ngôn viên cũng đã có giới thiệu một cách hết sức là rõ ràng. Một điều mà chúng ta phải công nhận rằng con người là một trong các loài động vật. Tuy nhiên chúng ta là loài động vật gọi là động vật cao cấp, tức là nó trỗi hơn, gọi là thượng tầng trong cộng đồng của động vật. Bởi vì con người hơn các loài động vật khác là do chúng ta có một cái ngôn ngữ đặc thù, có một cái lời nói để diễn tả cảm xúc trong cái sự giao tiếp, trong cái sự sinh hoạt hàng ngày, cũng như chuyển tải các cái kinh nghiệm về cái ý tưởng và các kinh nghiệm về trong kinh tế, mọi hoạt động ở trong thực tế. Thì tụ trung lại, miệng lưỡi con người thì thật chất ra thì ông trời ổng sanh chúng ta ra thì gần như ổng đã có liệu tính gì. Mỗi con người chúng ta đều có hai đôi mắt, hai lỗ mũi, hai lỗ tai, nhưng mà đặc biệt thì chỉ có một cái miệng. Thì đáng lý ra thì theo cái nguyên lý này thì ý của ơn trên muốn cho chúng ta nên nghe nhiều, thấy nhiều hơn là chúng ta nói nhiều. Cho nên cái miệng lưỡi con người thì quý vị biết mỗi con người chúng ta đều có cái chức năng ở miệng. Thì đặc biệt thì đối với cái miệng thì chức năng của cái miệng thì nó có hai chức năng chính, đó là nhập và xuất. Và tư tưởng Lê Quý Đôn thì cũng cho biết rất rõ, tức là tư tưởng không đúng đắn là nguồn gốc hại mình, bệnh tật từ miệng ăn vào, họa hoạn từ miệng nói ra, tức là bệnh tùng khẩu nhập, họa tùng khẩu xuất. Vậy thì cái chức năng chính của cái miệng lưỡi con người đó là nhập, tức là chúng ta ăn vào. Thì trong quá trình ăn vào, nếu mình mà không lựa chọn kỹ lưỡng
để chúng ta vì cái phái khẩu, vì cái sự ham muốn, rồi chúng ta sẵn sàng ăn những cái thứ đầu độc cho cơ thể. Và đồng thời thì cũng bên cạnh đó thì cũng có những người người ta ăn để người ta sống, cho nên ăn để tạo nguồn năng lượng để duy trì cuộc sống mà thì rất là tốt. Và bên cái vấn đề nhập cũng có thể là sinh nghiệp, cũng có thể là tạo năng lượng để nuôi cơ thể, thì bên cạnh đó là xuất, tức là nói ra. Cho nên thì cái nói ra của con người chúng ta nó cũng phải nói rõ là rất là quan trọng. Nghiệp hay phúc gì cũng đều do miệng lưỡi mà ra. Cho nên chúng tôi cũng thường nói trong cuộc đời tu của mình, mà nếu như chúng ta tu ngay cái miệng của mình, không phạm vào các cái điều ác, thì tôi tin chắc rằng con người chúng ta đã đắc đạo được một nửa. Cho nên chính vì nói ra, nếu mà không kịp suy nghĩ, nếu mà nói năng mà gần như cẩu thả thì sinh nghiệp. Còn nếu chúng ta nói ra mà nói những điều hiền đức, ái ngữ, những điều tốt lành thì sinh phúc. Cho nên trong quá trình Đức Thích Ca Mâu Ni dân du thuyết pháp, từ khi Ngài chứng tâm minh ở cội Bồ Đề và sau đó thì Ngài dùng lời nói gọi là thuyết pháp năm thời kinh ròng rã 49 năm, thì Đức Phật mượn là nói để chuyển tải Phật Pháp, để làm một cái phương tiện để rồi đưa nhân sanh vào cái lộ trình giác ngộ là giải thoát. Và hơn thế nữa, Đức Thầy chúng ta cũng vậy, thì Ngài cũng mượn cái lời nói, tức là khuyên tu hành hao sức tổn hơi, chẳng hề mở miệng ra than trách, hay hoặc là miệng nhích môi đầy văn tao nhã, thì Ngài cũng mượn cái lời nói để chuyển tải phương pháp tu hành, còn gọi là Pháp Phật, để cho nhân sanh nghe theo đó mà quy đầu hướng thiện, cải tà quy chánh để tìm đến con đường giải thoát. Và hơn thế nữa thì các cái vị hiền triết, các cái lời hay ý đẹp ở trên xã hội này thì chúng ta thấy không thiếu. Do đó thì nếu nói về cái mặt lành, mặt tốt, thì con người rất là nhờ lời nói. Nhờ lời nói chúng ta mới hiểu biết, mới cảm nhận, mới phát triển từ vật chất bên ngoài lẫn nội tâm bên trong. Và song song bên cạnh ấy thì những lời nói đó, nếu như chúng ta nói không đúng, nói mà theo một cái sự gọi là bản ngã về cái dục vọng ham muốn, thì cái lời nói đó nó sẽ chuyển lại từ cái phúc trở thành cái nghiệp. Vậy thì cái chuyên đề hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cái phương pháp gọi là tội lỗi do miệng lưỡi gây ra, tức là chúng ta phải nhận diện cho được những cái tội ác xuất phát từ miệng, để rồi mình tìm cái phương pháp để giải trừ theo lời Đức Thầy dạy. Như vậy thì căn cứ là Đức Thầy viết ở trong quyển Tôn Chỉ cũng như trong quyển Phiến Thiện, thì cái phần này Thầy viết hai lần. Một lần thì vào năm 1941, và một lần thứ hai Thầy viết năm 1945, năm Ất Dậu tại Sài Gòn. Thì năm 41 Thầy viết Nhân Dần, và năm Ất Dậu Thầy viết Nhân Tản, diễn tả một cách chi tiết về cái tam nghiệp. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau, như chúng tôi giới thiệu, thì mình sẽ nhận diện những cái tội ác do cái miệng lưỡi ra, nằm ở trong cái nghiệp thứ nhì, trong cái nghiệp khẩu, đứng đầu là thân nghiệp, chính giữa là khẩu nghiệp, và cuối cùng ý nghiệp. Thì đặc biệt trong cái nghiệp khẩu này thì phải nói rõ rằng nó mang đến bốn cái điều ác. Thay vì thân và ý thì mỗi ác chỉ phạm có ba điều mà thôi. Còn đặc biệt cái khẩu này, mỗi cái nghiệp thì phạm có ba điều, còn trở lại cái khẩu thì phạm đến bốn điều. Và hơn thế nữa thì Đức Thầy cũng đã răn dạy chúng ta rằng, nhưng Thầy xét lại, khẩu nghiệp của các trò còn nặng nề hơn hết, kính thưa đồng đạo. Như vậy Đức Thầy đã khẳng định cái nghiệp khẩu rất là nặng. Vậy thì nặng như thế nào? Cái nghiệp ác nó thực hiện ở trong cái cuộc động, cái cuộc sống thực tế ra sao, thì đó là các cái điều mà chúng ta sẽ tìm hiểu. Như vậy thì bốn cái nghiệp này nó gồm có là lưỡng thiệt, ỷ ngôn, ác khẩu, vọng ngữ. Miệng chúng ta nói ra, nếu nó bao gồm bốn ý này thì kể như chúng ta đã vướng vào nghiệp, và mình đã mang lấy cái nghiệp vào thân rồi. Từ đó chúng ta phải đền trả sau khi lời nói của mình, sau khi cái tác ý. Và chẳng những vậy mà linh hồn còn phải đọa lạc trầm luân trong ba con đường thống khổ. Vì vậy cho nên Đức Thầy mới nhắc nhở thêm là chúng sanh tịnh được tam nghiệp mới mong về cõi Phật.
Mà nếu chúng sanh không tịnh được tam nghiệp thì đừng mong về có Phật. Thì chúng ta suy nghĩ rất rõ điều này. Thì trong cái tam nghiệp này, khẩu nghiệp gần như là nó quan trọng hơn hết. Phải nói rõ là tới 4 điều ác mà Đức Thầy đã khẳng định là nặng nề hơn hết. Như vậy thì muốn tránh khẩu nghiệp ta phải làm sao? Thì kính thưa quý vị, muốn tránh khẩu nghiệp ta phải làm thinh. Nếu làm thinh được thì tốt. Còn nếu không làm thinh được thì chúng ta phải tuần tự trình bày theo dạy lầy Đức Thầy. Thì nói đến cái sự làm thinh, cái sự im lặng, thì chúng tôi cũng xin kể qua cái mẫu chuyện của Bồ Tát. Muốn làm Bồ Tát thì chúng ta phải giữ kín cái miệng. Muốn làm Bồ Tát thì chúng ta phải im lặng. Bởi vì ngày xưa thì có một cái vị này nghèo khổ lắm mà đi ăn xin. Tuy nhiên thì dù đi ăn xin nhưng là một cái người cũng có một cái tánh hết sức là thiện lương, hiền hậu lắm. Cho nên ở ngay cái đền của Bồ Tát á, thì vị đi ăn xin này ngày nào cũng ghé đó hết trơn á. Thứ nhất là thấy đông ghé đó để xin ăn. Rồi hơn thế nữa thì thấy nhộn nhịp lắm. Ai cũng đến quỳ trước mặt Bồ Tát, người xin cái này, người xin cái khác. Vậy cho nên lấy làm hiếu kỳ thì cái vị ăn xin này mới mạo muội mới gặp Bồ Tát. Nói Bồ Tát ơi, con thấy ngài linh nghiệm quá. Cho nên nhiều người đến kính tinh, cầu xin điều này điều khác. Không ấy Bồ Tát cho con làm thế cái vị trí của ngài một ngày cũng được. Thì Bồ Tát trả lời được, ngươi muốn thế vị trí của ta thì dễ thôi. Chỉ có một điều kiện, chỉ cần ngươi ngồi đây mà ngươi làm thinh, không nói gì hết là ngươi đã độ người rồi. Thì chuyện này nó quá dễ rồi. Rồi, hứa liền. Thì lúc bây giờ Bồ Tát xuống tòa sen, thì cái vị này lên thế Bồ Tát trong một thời gian. Thì khi trước khi ra đi thì Bồ Tát còn căn dặn, ngươi nhớ gì ta nhắc nha, nếu muốn làm Bồ Tát thì yếu tố quan trọng là ngươi phải làm thinh. Rồi bà này, vị Bồ Tát này thì bỏ đi. Thì lúc bây giờ thì lúc đầu thì khách cũng nhộn nhịp lắm. Vị này ngồi để trông coi cái tình huống, cũng như là nhìn xem bà con bốn phương đến đó. Người thì xin cái này, người cầu cái kia, người này đến, người kia đi, người đem hoa đến cúng, người thì thế này thế khác, thì nhìn thấy cũng vui nhộn lắm. Nhưng mà không trả lời, không nói chuyện được, bởi Bồ Tát mới căn dặn là phải làm thinh rồi, không nói chuyện được. Thì đến một cái buổi trưa, thì lúc này ít khách rồi. Thì đằng xa có một vị bác hộ ăn mặc cũng trân trọng lắm, thì đến để lễ Bồ Tát. Và cuối cùng thì xin được phước thọ, được sống lâu, được giàu có hoài hoài vậy đó. Thì khi vị phú hộ này lại xong, thì vô tình là đánh rơi một cái túi bạc. Không hay, ông bỏ về. Thì lúc này cái vị thế Bồ Tát này thì dự định là kêu ông trở lại lấy túi bạc. Nhưng mà nhớ lại Bồ Tát căn dặn làm thinh nè, cho nên không có dám nói chuyện gì hết đó, làm thinh. Thì khi mà vị phú hộ này vừa bước ra thì ở bên ngoài có một cái vị nghèo khổ lắm, ăn mặc rách rưới, mặt mày thì phải nói ủ sụ, vừa đi vừa khóc và cầu xin Bồ Tát lại ly hết trơn. Xin Bồ Tát cứu mẹ con, mẹ con bây giờ ở nhà bệnh nặng lắm, nếu mà bữa nay mà không có tiền mà mua thuốc cho mẹ con thì chắc là mẹ con qua không khỏi. Bồ Tát là từ bi cứu độ mẹ con cho mau hết bệnh, hộ trì cho con được có nhiều tiền để con mua thuốc. Thì khi ông vái xong như vậy thì ông vừa lại xong, ông đứng lên thì gặp cái túi bạc kế bên. Ông nói Bồ Tát hiển linh, Bồ Tát hiển linh, thì nhặt cái túi bạc bỏ đi. Thì lúc bây giờ cái vị đóng vai Bồ Tát này là nói là tính mở miệng nói rằng là túi bạc này không phải là của Bồ Tát đâu, Bồ Tát không hiển linh, nhưng mà túi bạc này là của cái vị phú hộ trước đó. Nhưng mà nhớ lại thôi, im lặng không nói. Thì khi vị này bước ra thì đến cái vị thứ ba bước vào, thì một cái vị ngư dân thì kệ nệ lắm, chuẩn bị đi ra biển đánh cá, cho nên ghé để cúng lại xin Bồ Tát rằng cầu nguyện cho ngày hôm nay được sóng lặng gió im để được thuận lợi ra biển thu hoạch thật nhiều cá. Thì ông nói xong, ông chuẩn bị cúng xong, ông mới chuẩn bị bước ra. Thì khi ông chuẩn bị bước ra thì bên ngoài cái vị phú hộ hồi nãy quay trở lại để là cố tìm cái túi bạc mình đánh rơi ở tại trước mặt của Bồ Tát này. Thì khi đến đây thì vòng quanh nhìn quát không thấy túi bạc, mà chỉ nhìn thấy có một cái vị này. Thì cho nên vị phú hộ nói là vậy là ngươi là cái người nhặt túi bạc của ta, ta mới đánh rơi tại đây ta nhớ rõ ràng, mà đâu ai ở đây đâu, mình đến ngươi là ngươi là người nhặt túi bạc. Thì cái vị ngư dân này sửng sốt, đâu có nghĩ là đâu có biết gì đâu. Khi vào đây thì đến cúng Bồ Tát xong thì đi ra thôi, chứ cũng không có thấy túi bạc gì cả. Thì hai người mới giằng co với nhau. Thì cái vị phú hộ nói rằng nếu mà ngươi không trả túi bạc cho ta đó, ta không yên đâu,
ta sẽ thưa đến quan huyện để quan huyện xử ngươi là gian tham, lấy của ta không trả lại. Thì lúc bây giờ phải nó bức xúc quá, cho nên cái vị Thế Vai Bồ Tát này thì nói: này các ngươi yên lặng nghe ta phát. Thì nghe Bồ Tát nói thì những vị này im du lặng thinh nghe cái Bồ Tát nói sao. Thì Bồ Tát nói rằng: này Phú Hộ, cái túi bạc của ngươi đánh rơi hồi nãy đó không phải tên ngư dân này nhặt, mà cái người trước đó, một người nghèo khổ đến đây đã nhặt rồi. Nếu ngươi có cần thì ngươi theo lấy lại, còn cái vị ngư dân này là vô tội, người ta không lấy túi bạc của ngươi. Thì coi như câu chuyện ở đây kết thúc. Thì lúc bây giờ Bồ Tát mới là chạy theo cái tên vừa cúng hồi nãy đó, vừa nghèo khổ hồi nãy đó, nhặt là túi bạc, thì mọi việc kết liễu như đã xong. Thì đến khi buổi chiều thì Bồ Tát xuất hiện. Thì cái vị Thế Vai nó dạ: thưa Bồ Tát, bữa nay con thế vai ngài, con làm gì ngài thấy được không? Thì vị Bồ Tát nói: được cái gì? Đã ta căn dặn nhà ngươi làm thinh là độ người ta rồi, đằng này ngươi nói năng lộn xộn, bây giờ là chết ba mạng người kìa, được cái gì nữa? Thì lúc bây giờ cái vị Thế Vai Bồ Tát này ngạc nhiên: ủa sao chết ba mạng người thưa Bồ Tát? Cái Bồ Tát nói: ta nói cho ngươi nghe, cũng tại vì ngươi á, thầy lai ngươi nói cái chuyện là cái người nghèo đó lộn túi bạc vì có vị Phú Hộ, cho nên vị Phú Hộ chạy theo lấy túi bạc lại, do đó cho nên không có tiền mua thuốc cho mẹ người ta, mẹ ta bệnh nặng, do vậy chết rồi. Thì sau khi mẹ ta chết rồi thì có hai mẹ con mà cái vị này buồn quá, cho nên sống mà cô đơn chịu không nổi, mất mẹ rồi, cho nên tự dẫn chết theo là hai mạng người. Rồi nếu như phải ngươi đừng có nói á, thì để cho vị ngư dân này và vị Phú Hộ là tranh luận với nhau, không có là tức là đem đến quan thưa kiện với nhau, thì chiều nay đâu có ra biển được. Chính vì rắn cho nên chiều nay ra biển bị sóng to gió lớn nhặn chìm thuyền chết nó mãi luôn rồi. Cũng tại ngươi thầy lai, ta cứ dặn ngươi im lặng rồi mà ngươi không im lặng, cho nên thì bây giờ chết ba mạng người. Như vậy thì qua mỗi chuyện trên chúng ta thấy rằng mang một ý nghĩa sâu sắc của vậy. Cho nên ca dao có câu là: ai ơi, im lặng là vàng, nói ra đà bạc, trái ngang cũng nhiều. Vậy thì ông cha ta đã đúc kết cái kinh nghiệm im lặng là cao quý nhất, im lặng là dương quốc của trí huệ. Có im lặng, có tư duy, con người chúng ta mới phát sinh trí huệ. Còn nếu như mà chúng ta cứ nói năng lộn xộn, cứ nói hoài thì càng nói nó càng hao tổn khí huyết, càng nói thì nó càng sinh cái nghiệp, cho nên thì nó không tốt gì lắm. Vì vậy cho nên muốn nói ở đây, con người muốn tránh khỏi nghiệp thì tốt nhất thì chúng ta phải im lặng. Nhưng mà im lặng ở đây không phải là chúng ta không nói một lời nào. Im lặng chúng ta cũng phải nói, cái gì đáng nói thì nói, cái gì không đáng nói thì chúng ta không nói. Mà Đức Thầy đã dạy rằng nói năng điều chánh thì an chứ gì. Chúng ta cũng nói, nhưng mà chúng ta phải học theo cách nói của ông Surat đó. Ông này ông có ba cái sàn. Vậy thì trước khi ông nói, ông xét coi cái lời nói của ông có chân thật hay không. Chân thật thì mới nói, không thật không nói. Cái thứ hai là ông xét coi cái lời nói của ông đó có hữu ích hay không, tức là có lợi ích cho xã hội này hay không. Lợi ích thì ông nói, không lợi ích thì ông không nói. Và cái thứ ba, ông xét coi lời nói ông nói ra có hại cho ai không. Nếu có hại cho người khác thì ông không nói. Do đó thì cho nên thì người ta cũng nói, nhưng mà phải rõ là chúng ta phải nói năng một cách hết sức là trơn chánh. Cái gì đáng nói thì nói, còn không nên nói thì không nên nói. Thì đó là chúng ta học cái cách là nói năng đúng lúc. Như vậy thì chính vì lý do đó mà hôm nay để thực hiện nói năng cho nó trơn chánh thì buộc chúng ta phải thực hiện lời thầy. Đó là mình phải tránh lưỡng thiệt, ỷ ngôn, ác khẩu, vọng ngữ, bốn cái điều này mà Đức Thầy đã dạy. Vậy thì trước khi đi bốn điều này, chúng tôi xin đưa ra cái hành trạng của miệng lưỡi chúng ta qua bốn cái phần phụ trước. Rồi chúng ta sẽ đi vào chuyên sâu vào bốn ý chính mà hôm nay chúng ta trình bày qua chuyên đề tội lỗi do miệng lưỡi gây ra này. Như vậy thì con người chúng ta thường thì có cái vấn đề gọi là nói năng tùy tiện. Tức là gần như đây cũng là một cái thiên tính, giống như là quen cái tính nói nhiều gì. Sống chung chả thế giới này riết rồi, chúng ta quen rồi, quen cái tiếp xúc dùng lời nói nhiều. Vậy cho nên thì cái thứ nhất là gọi là nói năng tùy tiện. Thì gần như trong nói năng tùy tiện này đó, tức là nói nhiều đó, thì nó sẽ rơi vào bốn điều ác mà Đức Thầy đã dạy rất rõ là khi nó làm ít chịu suy lường, mãi phạm tội nên rằng nghiệp ác. Như vậy thì nếu như mà
chúng ta bản thân mình là cái người nói năng tùy tiện thì gần như mình phải biết được cái nhược điểm của cái nói năng tùy tiện, bởi vì đa ngôn thì đa quá. Tức là nếu nói nhiều quá thì gần như có nhiều công chuyện nó phiền phức lắm, chúng ta lường không nổi, cái nó không nổi. Nhiều khi đang không có chuyện đó, không dính dáng đến mình, chuyện người hàng xóm, chuyện thiên hạ, nhưng vì chúng ta nói nhiều quá rồi tự nhiên cái mình đem cái chuyện đó về nhà mình, rồi tự nhiên cái không cái chúng ta đem nghiệp vào, để rồi chúng ta phải chịu cái cảnh phải nói là bị cái nghiệp, đem cái nghiệp vào để chúng ta đền trả thì nó không hết, nhờ là nó đang tùy tiện đó. Rồi cái thứ hai nữa, có những người nói cái lời cay độc, tức là nó dám nó dích cái lời cay độc ở đây nó rơi ác khẩu vậy. Có những người vì tức giận, ý mình có trình độ, không có nói thẳng ra mà lại nói những cái lời cay độc, nó móc nó méo, lấy con chó nói con mèo, lấy chuyện này nói chuyện khác, mượn chuyện này để chửi người ta, vân vân. Thì những cái lời nói cay độc đó thì xin thưa rằng nếu mà nói theo ở cái góc độ của khẩu nghiệp thì chúng ta phạm khẩu nghiệp rất là nặng, mà nó rơi ác khẩu đó, vấn đề nó là cay độc. Rồi cái thứ ba nữa thì chúng ta gọi là nói cái lời than oán. Tức là khi gần như là mỗi cái khi mà tiếp xúc với nhau, bất cứ một công chuyện nào đó thì thường thường mình có cái lời than trách. Tại ông trời đang mưa nhiều quá nên mới như vậy, tại anh không nghe lời tôi, tại thế này tại thế khác. Thì cũng có những con người nói những lời than oán. Thì khi mà chúng ta nói những lời than oán đó thì nhiều khi nó rơi vào ý ngôn, rồi nhiều khi nó cũng rơi vào ác khẩu. Bởi vì chúng ta cứ mở miệng ra cứ oán trách, không bao giờ mình bình tĩnh mà để suy gẫm lại là vấn đề này là do cái duyên nghiệp, do nhân quả. Thí dụ bây giờ ông trời ông đang mưa, ông trời ông đang nắng, thì rõ ràng đây là cái định lý của dịch học, của thiên nhiên tạo hóa rồi, của dịch học rồi, đâu dính chán gì đâu. Mà chúng ta lại quen cái tính gọi là cái tính đổ thừa, than oán, cứ đổ thừa, cứ tại cứ bị. Thì ở trong cái cuộc sống là loài người cũng có một số hạng người nói những lời như vậy đó vậy. Cho nên những cái đó cũng là những cái hết sức là gây nghiệp. Rồi cái thứ tư nữa là nói đùa nói giỡn. Cũng có những người cao hứng mở miệng ra là nói chơi, nói đùa, nói giỡn. Rồi trong khi nói đùa nói giỡn vậy, mình cũng không khó có kiểm soát được lời nói của mình. Bởi cái người nói thì thường thường vô tình, mà ngược lại cái người nghe thì cố ý. Chính vì cái sự người nói vô tình, người nghe cố ý, thì từ đó nó bắt đầu nó sinh ra nghiệp thì chúng ta gánh không nổi. Cho nên thì Đức Thầy cũng không có chấp nhận vấn đề này. Ta khuyên hết thảy các người, nhiều chuyện trò cười hãy bỏ bớt đi. Như vậy Đức Thầy không chấp nhận chúng ta nói đùa nói chơi. Cho nên ở trong các cao độ chúng ta thì Đức Thầy khen ông Hương Lễ Ướng đó, tức là chân chất hiền lành ít nói chơi, khá khen cho đó ý như lời chân chất hiền từ ít nói chơi chứ. Ông Hương Lễ Ướng phải nói rõ là một cái người là, tức là ông Nguyễn Thanh Tân đó, một cái người là phải nói rõ là chân chất, ít nói đùa nói giỡn. Cho nên thì hôm nay trong vấn đề hàng ngày, tiếp xúc hàng ngày, nhiều khi thân thiện quá, rồi nhiều khi gần như là nó hứng, rồi đôi khi chúng ta lại có những cái câu nói đùa nói giỡn, chiêu chọc gì đó, thì những cái đó nói giỡn thật nhưng mà nghiệp thì không giỡn. Chúng ta nói đùa nhưng mà nghiệp thì không đùa, thì nó vẫn dệt thành nghiệp, để rồi chúng ta phải đung chuyển một đời. Thì đó là bốn cái yếu tố phụ mà gần như chúng ta thường vướng phải. Và thêm một cái yếu tố nữa đó, ngoài những cái lời nói ra thì nhiều khi đồng đạo chúng ta dùng những cái chữ viết, vấn đề thơ từ thì giờ này thì gần như chắc không còn nữa rồi. Bởi giờ này thì cái cao trào phát triển rồi, tức là đi đến cái chỗ 4.0 rồi, thì gần như giờ này là Zalo nè, Facebook nè, tin nhắn nè, WeChat nè, vân vân, nhiều thứ lắm. Cho nên thì người ta không có còn, nhiều khi người ta ngại, người ta không nói chuyện, nhưng người ta vẫn bộc bạch cái niềm tâm sự người ta. Người ta muốn gửi gắm cái điều gì đó vào trong cái tin nhắn. Như vậy thì khi mà chúng ta viết tin nhắn gửi cho người khác, hoặc là chúng ta viết những cái câu từ đăng lên mạng với một cái hàm ý là nói xuyên, nói xéo người ta, hàm ý là chửi người ta đó, thì cũng có những người giận quá rồi viết những cái câu từ đó, những hình ảnh không hay ho, rồi đưa lên các trang mạng Facebook hoặc là Zalo với cái hàm ý là chửi người đó đó. Hoặc là những cái lời nói bằng tin nhắn mà tục tiểu, những cái lời nói mang cái tính độc địa, thì gần như các yếu tố đó đều dệt thành nghiệp. Nó cũng là ác khẩu. Bởi vì khi chúng ta dùng chữ viết để thay thế là nói, thì khi mà cái người nghe, cái người đọc cái tin nhắn chúng ta thì đọc
bằng cái miệng, nhưng mà cái câu từ đó nó sẽ âm vang ở trong trí não người ta. Thì có thể nói đó nó cũng ngang với những lời nói, ngang với cái vấn đề gây nghiệp. Cho nên thì hôm nay là cái thời kỳ này thì đây là những điều nhạy cảm lắm. Thì chúng tôi muốn phân tích như vậy để chúng ta giữ mình, để chúng ta có một cái cơ sở hình thành cái điều lành, thay vì chúng ta phạm vào cái điều khẩu, cái điều nghiệp. Dầu rằng lời nói bằng chữ viết, bằng văn bản, nhưng mà vẫn có nghiệp. Nếu chúng ta có tác ý vào đó thì nó không hết. Thì đó là chúng tôi cũng đưa ra các yếu tố phụ trước khi chúng ta đi vào cái phần chánh ngày hôm nay. Như vậy thì Đức Thầy đã dạy khẩu nghiệp, tức là tội lỗi do mượn miệng lưỡi gây ra. Nó gồm có 4 điều ác căn bản. Thứ nhất là lưỡng thiệt, thứ hai là ý ngôn, thứ ba là ác khẩu, và thứ tư là vọng ngữ. Thì hôm nay chúng ta sẽ căn cứ là Đức Thầy ở 2 chỗ, một là trong khuyến thiện, hai là trong quyển 6, để chúng tôi cùng chia sẻ với quý vị cái hành trạng của 4 ác, cũng như phần định nghĩa và cái cách giải trừ Đức Thầy dạy như thế nào, để chúng ta có một cái rút tỉa trong đời sống hành đạo của mình, như tôi đã nói nãy giờ. Kính thưa đồng đạo, như vậy thì lưỡng thiệt, tức là nếu nói gì nghĩa đen là hai lưỡi, nhưng mà đây không phải là hai lưỡi, mà là lời nói hai chiều, đâm bị thóc, thóc bị gạo. Lợi đằng này thì nói vậy, lợi người kia thì nói khác, với cái cốt yếu là muốn nâng cao cái vị trí, cái thể diện, nâng cao mình lên, và nhằm để dìm người ta xuống, hạ thấp người ta xuống. Nói vậy để cho thiên hạ ghét người ta, không ưa người ta, để cho mình là trả được một cái cơn thù quán riêng tư gì đó. Thì đó gọi là lưỡng thiệt, là nó hai chiều. Thì Đức Thầy cũng đã xác định rất rõ là đứng đầu các tội lỗi do miệng lưỡi gây ra, ác lưỡng thiệt này đã làm duyên kết những sự hiểu lầm nhau, những sự cãi giả gây gỗ, sanh quán sanh thù. Sự phải của người thì bớt, sự quấy của người thì thêm. Cái miệng đã tạo những sự chia rẽ, những cuộc phân tranh, phá tan tình thân yêu, tình đoàn kết thân yêu giữa nhân loại. Nó cũng là mầm gây ra biết bao thảm trạng. Tức là Đức Thầy đã xác định rất rõ, nó cũng là nguồn cội chứ của bao nhiêu bất hòa, hiềm khích. Thì Đức Thầy đã định nghĩa cho chúng ta thấy rõ cái hành trạng cũng như cái nguyên nhân của cái ác lưỡng thiệt. Và hơn thế nữa, thì gần như điều này khi Đức Thầy xác định đây là cái tội ác đứng đầu ở trong miệng lưỡi con người chúng ta. Ác nơi khẩu nhất là lưỡng thiệt. Với người này dùng lời tha thiết, đến kẻ kia đâm thọc cho gây. Khá chừa đi hương đảng bớt gầy, dùng sự thiệt. Khá chừa đi hương đảng bớt gầy, dùng sự thiệt giải bày tâm trí. Người chọn nhau tại mình gia vị mà cũng không hưởng được lợi danh, sao rõ ra chúng lại ghét ganh, chiêu cảm quả bắt làm thêm nữa. Mà Đức Thầy đã dạy rất rõ. Như vậy thì ác lưỡng thiệt này, cũng chính ác lưỡng thiệt này mà gần như nó tạo một sự xáo trộn. Đôi khi nó làm sai đi sự thật, rồi làm cho người ta nhìn nhận vấn đề nó sai, ảnh hưởng đến người khác. Thì quý vị nhớ lại ở trong Phong Thần, thì cũng chính vì cái sự lưỡng thiệt này mà một cái nhân vật nổi cộm là Thân Công Báo, thì ông là cái người đã chuyên dùng cái lời nói hai chiều. Đến đằng này thì nói theo phe này, đến phe kia thì nói theo phe kia, đâm bị thóc, thọc bị gạo. Cho nên cuối cùng thì các cái vị tiên gần như tu hành đã chứng đạo ở trên các cái núi, ở các hang động, thì các vị này gần như là xuất hiện hết. Để xuất hiện xong rồi thì để cuối cùng rồi thì để phạm vào cái tội nghiệp, thay vì phò trâu diệt trụ mà ngược lại thì phò trụ diệt trâu. Cho nên cuối cùng thì phải có tên nó bảo phòng thần thì nó không hết ha. Cho nên các lưỡng thiệt này thì kính thưa quý vị, thì gần như là ngày xưa thì chúng ta thấy trong Phong Thần, nhưng mà ngày nay thì mình thấy lại có những cái yếu tố nó cũng phải nói rõ là nó nhạy cảm lắm. Nhất là thời buổi gần đây thì quý vị biết rằng các cái vị mà tu ở trong núi, tôi rất là tụ nghiệp mấy tiền bối tu lâu năm ẩn cư ở núi đó, thì quay thì bị các đồng nghiệp của chúng ta, các đồng đạo của chúng ta lại tìm đến và khai thác hỏi han thế này thế khác, rồi buộc các vị này phải nói. Cũng có những lời nói khích, những lời nói khích tướng, cho nên các vị này mới xuất hiện để rồi có những cái lời nói rồi chia sẻ trong vấn đề thiên cơ, vấn đề thời cuộc, để rồi phải lâm dấp vào cái cảnh là nói sai, nó không đúng, và cuối cùng thì tương lai thì chắc đương nhiên là phải rơi vào bảng Phong Thần giống như Thân Công Báo ngày xưa. Thì đó là chúng tôi cũng nói thêm như vậy
một số cái nguyên nhân về trong lưỡng thiện. Như vậy thì nói đến đây chúng tôi mới nhớ lại một cái mẫu chuyện. Thì ngày xưa có một ông vua này đó, ổng phải nói rõ là sủng ái một cái vị ái phi, tức là ổng thương lắm, cho nên ổng bỏ hoàng hậu, phải nói rõ là không muốn tiếp xúc hoàng hậu. Thì vì vậy cho nên hoàng hậu bả mới gần như là trong lòng rất là bực tức, và đặc biệt thì dùng cái gọi là ly gián ngữ, tức là cái lời nói hai chiều này nè. Cho nên khi đến với cái vị sủng phi này á, thì hoàng hậu nói: em à, chị thấy em cái gì cũng đẹp hết á, gần như là con người em rất là toàn diện, nào là lời ăn tiếng nói, nào là nhan sắc mỹ miều đẹp lắm, nhưng mà ngặt còn nói cái lỗ mũi em nó hơi thô, nó hơi rộng đó, cho nên chỉ cần em che bớt cái phần mũi lại thôi thì con người em đẹp tuyệt diệu. Theo mà chị nghĩ rằng khi mà tiếp xúc với hoàng thượng, em nên che bớt cái phần xấu này thì em sẽ cái nổi bật hơn về cái vẻ đẹp. Thì vị sủng phi này thì gần như nghe nói vậy thì cứ nghĩ là thiệt không à, cho nên mỗi lần gặp hoàng thượng đều lấy cái tay áo che bớt cái phần mũi lại. Và trong lúc đó thì cái vị hoàng hậu này gặp hoàng thượng thì lại nói khác: thưa bệ hạ, thiếp gần gũi bệ hạ lâu rồi thì con người bệ hạ rất là thơm tho, rất là phải nói là thanh bai tốt đẹp, tứng tú, thế mà trong cái cung nữ ở trong cung này lại có người chê bệ hạ hôi thối lắm, gần bệ hạ chịu không nổi, mắc che bớt cái mũi lại. Thì chỉ nói một câu gọn nha, chỉ dùng cái câu ly gián ngữ vậy thôi. Vậy thì lúc bây giờ vua mới suy nghĩ là như vậy là sủng phi, là cái người mà mình phải nói rõ là một cái vị mà mình hết sức là sủng ái. Thời gian gần đây mỗi lần gặp mình thì nàng này đều lấy cái tay áo che bớt cái mũi lại. Vậy là nàng này là phạm thượng chê mình hôi thối. Thì truyền ba quân đem cái cô này ra xử trảm. Thì cuối cùng thì phải nói rõ là giết oan một mạng người, và cái tội nghiệp đó thì hoàng hậu lãnh đủ. Do đó thì ở đây thì chúng ta phải nghe lời Đức Thầy đã dạy, để giải trừ những tai họa ấy phải giữ lời nói mình cho thành thật chánh đáng. Được vậy trong hương đảng bớt gầy gà, ngoài xã hội không điều xích mích, và mình cũng không còn kiểu ác cảm, tránh sự miệt khinh của kẻ khác. Như vậy thì qua lời Thầy dạy thì chúng ta phải cố gắng nói cái gì phải cho thật, đừng có vì một cái thù oán cá nhân hay được cái gì đó rồi chúng ta lại có những cái lời nói tức là không trung thực đó, tức là lợi đằng này thì nói gì, lợi đằng kia thì nó khác. Thì phải nói rõ là những cái mình nói chung là những cái lời nói không có trung thực, để nhằm tạo cái lợi cho mình và gây cái tai cho cái khác, thì điều đó đều gọi là cái tội do miệng lưỡi gây ra, đó là lưỡng thiện. Rồi đến ác thứ hai, ác thứ nhì là ỷ ngôn còn gọi là ỷ ngữ, ỷ thị, tức là dùng những cái lời nói ỷ thị, hiếp đáp, nhục mạ, nói kẻ khác, nói đối với người thấp hèn hơn mình. Vậy thì đối ác ỷ ngôn này, Đức Thầy dạy rằng nói đến tội ác này là đến nói đến những vụ chủ ủy quyền giết xài kẻ dưới, quan ỷ thế mắng chửi dân ngu, kẻ giàu có thường ỷ tiền bạc xài xỉ người nghèo, kẻ xảo quyệt ỷ sự khôn lanh nói những điều thất thiệt, kẻ học thức ỷ sự khôn ngoan dùng lời nói hiếp đáp những người dốt nát. Như vậy thì đối ác ỷ ngôn này thì Đức Thầy dạy nó có 5 cái đối tượng đó, tức là chủ với tôi tớ. Vậy thì khi chúng ta là chủ thì mình không được quyền dùng những lời nói nặng, những cái lời nói tỏ ra ta đây là người có tiền, ta là chủ gì đó, để sử dụng lời nói đó đối với những cái người giúp việc cho mình. Thì như vậy thì đây là một vấn đề phải nói rõ là chúng ta phạm tội vào cái ỷ ngôn. Vì vậy cho nên chúng tôi mới nhớ đến trường hợp ông bác sĩ Trần Lý vậy. Nó đặc biệt một điều đó, thì cái ác ỷ ngôn này đó, thì khi mà con người phạm ác ỷ ngôn này thì con người này cái tâm, phải nói rõ là cái tâm của người này là tâm ma. Mà Thầy dạy là ác thứ nhì ỷ ngôn chắc chứa, đợi cho người làm lỗi xéo vầy, của tiền nhiều tự phụ rằng hay, chủ ý thế nhiếc xài kẻ dưới, lắc léo chi có ba tắc lưỡi, quan ỷ khôn mặt sắc gian ngu, nghèo ỷ lanh láo sượt lu bù, oi thế lòng đau tở cắt, khuyên bá tánh giữ gìn cho chặt, đừng để cho quỷ dắt đường công. Rõ ràng tức là Đức Thầy giải rất rõ, khi mà chúng ta phạm vào ỷ ngôn thì lúc bây giờ chúng ta đang bị ma quỷ nó dắt mình đi, mình không hay. Vậy cho nên đối giữa chủ và tớ, thì nếu như ông chủ nào mà thương đệ tớ, thương người giúp việc, nói những lời hiền lành ngọt dịu giống như là thương con trong nhà gì,
thì ông chủ đó đang sở hữu cái tâm Phật. Còn với ông chủ nào mà có một cái tính cách mà gần như là không tôn trọng cái người giúp việc của mình, rồi bên cạnh đó lại có những cái lời nó ỷ thị, ý là ta đây đó, thì ông chủ đó đang sửa tâm ma. Mà đây là cũng là một cái câu chuyện mà ngày xưa ông Trần Lý ông hỏi đó, hỏi Đức Thầy chúng ta. Nếu mà Đức Thầy trả lời được thế nào tâm Phật, thế nào tâm ma, thì ông sẽ quy từ đạo Phật giáo bảo bây giờ. Thì Đức Thầy trả lời gọn là bây giờ ở nhà ông có can ngỡ không? Thì ông Trần Lý nói dạ thầy có, nhà giàu có Bạc Liêu mà. Thì Đức Thầy hỏi thêm rằng đó, có khi nào mà người giúp việc của ông đó, cái ăn ngỡ của ông mà làm sai đó, phá hoại tài sản của ông, hư hại đồ của ông có chửi con la không? Thì ông nói có thầy. Rồi nhiều khi con dạy nó không nghe, nó cãi con, nó làm hư hại đồ của con chửi nó, con mắng nó. Thì Đức Thầy nói trong cái lúc mà ông chửi, ông nói những lời nặng nề với cái ăn ngỡ của ông, thì lúc bây giờ tâm ông là má, tâm ông bực tức, bực bội, cọc cằn, phiền não, thì giai đoạn đó là tâm má. Rồi Đức Thầy hỏi thêm có khi nào ông thương những người đó không? Thì Đức Thầy, thì Trần Lý, bác sĩ Trần Lý nói dạ Đức Thầy có. Có những lúc thì con thấy họ hiền hậu, dễ thương, cũng vì cái chén cơm manh áo mà họ phải lặn lội, phải là bán lưng cho đất, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, cho nên thì con thương họ lắm. Thì Đức Thầy nói khi mà cái tư tưởng ông á, ông có một sự bi tâm, sự từ bi thương xót cái ăn ngỡ của ông, thì lúc đó ông đã xuống tâm Phật. Vậy thì Phật ma là ở cái chỗ này, kính thưa đồng đạo. Như vậy thì đáng lẽ ra nếu nói ở một cái góc độ nào đó, thì cái người chủ đó phải nói rõ, họ phải luôn luôn mang ơn cái người giúp việc cho họ. Bởi vì được sang nhờ của người bằng gốc thâu, nhờ của người giúp việc, thì cái người chủ họ mới được giàu có, họ mới được thăng hoa. Mà ngược lại họ không cảm ơn, họ lại có những cái lời nhục mạ, cho nên họ cứ phạm ý ngôn. Thì đó là cái nguyên nhân thứ nhất, cái đối tượng thứ nhất giữa chủ và tớ. Rồi cái thứ hai là quan và dân ngu, tức là mình ý mình làm quan quyền, mình coi những cái người dân đen không ra gì cả. Thì nếu nói vấn đề này thì chúng ta thấy rằng giờ này thì nó cũng rất là giảm rồi so ngày nay, nhưng mà có trước đây á, tức là vào cái thời phong kiến thì thường thường thì khi các vị quan thì coi người dân như cỏ rác vậy đó, không có ra gì cả, thì họ phạm biểu ngôn ghê lắm. Còn thời kỳ này thì phải nói rõ là dân và quan, những cái người làm cái trách nhiệm trong đất nước để bảo vệ cái sự an dân, thì tôi thấy rằng không có như ngày xưa. Luật là một cái nền tảng căn bản, thì dầu họ có chức cao quyền trọng cả nào thì họ cũng có những lời nói hết sức ôn hòa tế nhị để đối xử với người dân, chứ không có những cái cử chỉ thô bạo hoặc là những cái lời lẽ khó nghe ỷ thị gì đó. Thì đó là chúng ta thấy rõ. Cho nên thì nếu như mình là quan thì chúng ta phải cẩn thận vấn đề này. Nếu như mình là người có chức quyền, cái chức quyền ở đây ngoài ở đời ra còn chức quyền trong đạo nữa. Ví dụ tôi là giáo lý viên, tôi là cái người trên, thì đối đồng đạo tôi phải có những cái lời nói nào đó. Hoặc là tôi là trưởng ban thì đối đồng đạo tôi phải hết sức là tế nhị. Nhờ có đồng đạo tôi mới được làm giáo lý viên, nhờ có đồng đạo tôi mới được làm trưởng ban. Cho nên chúng ta cũng không có những cái lời nói ỷ thị, ỷ tôi là trưởng ban, tôi là phó ban, tôi là giáo lý viên gì đó, thì cái đó chúng ta vẫn phạm vào cái tội lưỡng ỷ ngôn này, chứ không phải nói riêng ở dưới cái chỗ cái người quan đối với dân đen. Rồi tiếp theo nữa, cái người giàu có với cái người nghèo, thì như vậy thì nếu như mà chúng ta đang sở hữu là người giàu có thì mình phải hết sức là cẩn thận khi tiếp xúc người nghèo. Chứ mình nghĩ mình giàu có, mình có tiền có của rồi thì mình gặp người nghèo mình coi tao không ra gì chứ, có những cái lời miệt khinh chê bai gì đó, thì xin thưa rằng cái đó là nghiệp đó, nó nặng lắm. Bởi vì không ai giàu ba họ mày có ba đời, bây giờ mình nghèo mình ngon mình lên tay, rồi mai kia mốt nọ chính vì cái lên tay của mình, cái bản ngã của mình, thì một ngày nào đó thì giàu sang cái nước trên nguồn, gặp cơn mưa lớn nó tuôn một giờ, khi hết tiền hết của nghèo khổ rồi, thì lúc bây giờ chưa biết ai ai. Do đó cho nên thật ra sống trong thời buổi này quý vị thấy người ta nghèo cũng vậy đó, chứ chưa chắc ai ai nó, bởi vì chữ phụ dân quý nay mai lưng với chuyển về qua đổi lại, bữa nay mình giàu nhưng mà chưa chắc ngày mai mình giàu, bữa nay người ta nghèo khổ hơn mình trước mắt như vậy nhưng mà chưa chắc ngày mai ta nghèo khổ hơn mình. Cho nên thôi chúng ta phải là quý trọng họ, giàu sang nghèo khó cũng người, ta nên thương hết dù cười hay khen. Thì chúng ta phải có cái tâm ý như vậy thì tin chắc rằng cái lời nói chúng ta nói ra hết sức là nhã nhặn, tế nhị, không có một cái sự phân biệt ranh giới giữa giàu và nghèo. Rồi cái thứ tư nữa, tức là Đức Thầy đưa ra cái nhóm người thứ tư là cái kẻ mà xảo quyệt đó, khôn lanh đó, gọi là tức là khôn ma khôn quỷ đó.
những cái người sáu quyền không ma không quỷ đó, họ ý họ khôn, họ dùng lời nói để hạ nhục cái người thấp, ha, ý sự khôn lanh, nói những điều thật thiệt, tức là họ nói những cái điều gần như là họ cho là họ là ta đây, tức là đi đâu họ cũng phe mẻ, họ cho là họ giỏi, họ có không ai ra không ai hiểu mà hiểu bằng họ, họ là người hiểu hết, nhưng thật chắc ra cái hiểu họ thuộc là khôn ma khôn quỷ, mà thầy đã cho biết là cái điều thất thiệt là không thật, thất thiệt là không thật, à, thì đấy là cái nhóm thứ tư, à, cho nên thì nhóm này chắc là chúng ta ít có vướng là gì, nhóm này thì sợ có những người mà không có đạo đức, phi đạo đức đó, thì người ta còn vướng, còn đối với chúng ta chắc không vướng. Và cái nhóm cuối cùng tức là những người học thức, những người ý là có cái vốn học thức rồi lại chê bai cái người dốt nát, thì đôi khi những cái này ở trong xã hội nó có, bởi vì thường thường những người có học thì những người này người ta lại có một cái tính tự cao, à, bây giờ thì đỡ đâu gì, bởi vì bây giờ cái trình độ văn trí của xã hội thì gần như nó cũng là tương đối, à, tương đối là cộng đồng nó ngang bằng với nhau, trên lệch không nhiều. Còn trước đây thì họ kỳ thị ghê lắm cái người mà có trí thức học cao một chút rồi đó, bởi vì cả làng cả xã vậy có một người hay người học cao mà không nhiều lắm, cho nên họ cho là họ hay họ giỏi không ai bằng họ, họ có những cái lời kỳ thị hiếp đáp cái người dưới. Rồi hơn thế nữa, hôm nay trở về đạo chúng ta cũng vậy, mình đừng nghĩ mình là cái người thông suốt giảng thầy, thông suốt kinh điển, rồi chúng ta lại coi đồng đạo mình không có ra gì, có những cái lời nói chê bai đồng đạo mình gì đó, thì xin thưa rằng cái đó vẫn ý ngôn. Người tu ý ngôn, cái người mà thông suốt kinh điển ý ngôn, bởi vì nhiều người kinh sử lao thông mà không sửa tánh và lòng còn mơ, chúng ta thông suốt kinh điển mà mình không thấu đạt vấn đề, mình cứ chấp vào cái sự thông suốt của mình, thì chúng ta vẫn rơi vào cái nhóm thứ năm, cái nhóm mà học thức nè, chơi người dốt nát. Cho nên khi gặp đồng đạo mình mà không hiểu biết bằng mình thì chúng ta không tỏ ra thái độ khinh bỉ chê bai, mà mình phải động viên họ. Như hàng ngày tôi ở trên diễn đàn cũng động viên tất cả đồng đạo chúng ta nên học giảng thầy, nâng cao trình độ văn trí, nâng cao cái tư duy sáng tạo trong quá trình tu hành của mình, thì có như vậy chúng ta phát triển. Thì với một cái lời nói thật tâm, chúng ta khuyên đồng đạo mình học hành giống như mình để rồi cùng nhau phát triển, chứ không phải là mình chê bai người ta, mình ý là mình thuộc 5 câu kinh 3 câu kệ, mình nhục mã, mình chê người ta, ông này ông già tu hành mấy chục năm chứ hiểu biết gì đâu, thì vậy thì nợ bao nhiêu đó chúng ta rơi ý thị rồi, không có gì. Cho nên cái gì cũng vậy, thì ở đây muốn nói ở cái tác ý, đôi khi lời nói chúng ta nói ra với mục đích xây dựng thì không sao, mà lời nói chúng ta nói ra với một cái mục đích là chê bai khinh bỉ thì chúng ta rơi vào cái ý ngôn ở cái vấn đề cái nhóm thứ năm này. Cho nên ở đây chúng tôi cũng đưa ra năm cái nhóm để chúng ta thấy rằng lời Đức Thầy đã dạy. Vì vậy cho nên cái phương pháp giải trừ Thầy dạy là tức là hãy tránh những sự hiếp người như thế ấy. Vì kẻ dưới tay mình cũng biết nghĩ si, cũng có đầu óc, nhưng tại họ bạc phước vô mình, vô phần nên phải chịu lị mình vậy. Nếu họ có lầm lỗi hay dùng những cam ngôn mỹ từ, những lời trang nghiêm im dị chỉ bảo, không khá bao biếm mà mang tội lỗi, tức là phải lựa lời tiếng dịu dàng trong sạch, khi thốt ra đoan chánh hiền từ, tích thiện thì thường có phước dư, bằng tính đạt vượng đạo đồng mà Đức Thầy đã dạy. Cho nên cái vấn đề này chúng ta phải cố gắng thực hiện. Thì đó là mình có cái cách chúng tôi vừa đưa ra hành trạng, thì cũng vừa đưa ra cách giải trừ trong cái ác hiện ngôn. Rồi đến cái ác thứ ba là ác khẩu. Ác khẩu tức là những cái tiếng thề thốt, lỗ mãng, chửi mắng tục tằn làm ra tội này. Tức là Đức Thầy đã dạy vấn đề ác khẩu, tức là những tiếng thề thốt, lỗ mãng, tục tằn làm ra tội này. Con chửi mẹ mắng cha, chẳng kể đến luân thường thảo hiếu. Mạnh bạo hăm he đánh giết những kẻ hiếu hèn, hiếp đáp xóm chồm cô bác. Mở miệng ra chửi gió mắng mây, chù đũa trong gia đình. Tức là mời thỉnh đông cung, kêu ghép Phật trời mời thỉnh long cung càng ngày, tức là làm cho tội càng thêm chồng chặt. Thì Đức Thầy đã giải rất rõ, tức là tội lỗi làm cho tội lỗi càng thêm chồng chặt. Như vậy thì qua các khẩu này, ngoài phần văn tản Thầy đã định nghĩa và đưa cái hành trạng ra, thì trong phần nhân dần khuyến thiện Thầy cũng giải rất rõ. Tới ác khẩu thứ ba bài biện, tiếng tục tằn thô lỗ hung hăng, nào chửi cha mắng mẹ lăng xăng, chẳng kể đến luân thường thảo hiếu. Hâm đánh giết những người hèn yếu, hiếp sớm chồm của bạc chẳng kiên. Trong gia đình chữ rủa liên miên, hết dương thế kêu sang thần thánh. Chẳng kiên nể Phật trời thượng cảnh, cõi long cung mời thỉnh đó tối ngày. Đời ám u tội trạng thảm thai, khuyên bá tánh ba gia ráng bỏ. Gương tổ phụ còn roi lại đó, sao không theo nề nếp ông cha. Chư thánh thần đâu có gương tổ phụ còn nói lại đó, sao không theo nề nếp gia phong. Chư thánh thần đâu có mắt lòng mà kêu réo đông tây nam bắc.
mấy câu trên toàn là rồng rạc những đàn bà khe khắc cháu con, kể từ nay phải giữ cho tròn không vừa dứt ác mặt tách. Thì Đức Thầy đã dạy rất là rõ trong cái vấn đề về cái ác khẩu này. Như vậy thì cái hành trạng ác khẩu chúng ta rất rõ rồi. Thì những cái tiếng thề thốt, thí dụ ngoài cái việc mà chửi rủa thần thánh Phật trời, những cái tiếng này thì gần như ác độc này thì đôi khi chúng ta đã biết nó là ác khẩu rồi thì đương nhiên rồi. Nhưng bên cạnh đó nó gồm có những tiếng thề thốt mà thầy dạy là kẻ giả dối thường hay thề thốt. Nhiều khi mình cái tâm mình không ác, cái lời nói cũng thanh bai lắm, nhưng mà để chứng minh cái việc làm của mình nó là thật, để biện minh cái lời nói của mình, đôi khi có người vẫn phát lên cái lời thề. Mà trong cuộc đời chúng ta thấy rất rõ, phát lên thề, thề cái này thề cái khác. Thì khi họ thề như vậy, họ thứ nhất là họ phạm vào cái ác khẩu, và cái thứ hai nữa thì họ chứng tỏ cho thiên hạ thấy họ là cái người không thật. Bởi họ không thật họ mới thề, chứ họ sợ người ta không tin họ. Chứ nếu như cái người thật rồi người ta đâu cần phải thề thốt. Cho nên chúng ta thấy rằng đây là một vấn đề mà chúng ta phạm tới hai cái điều. Hai cái điều, một là cái lời thề thốt, tức là phạm vào ác khẩu, và cái thứ hai tức là mất đi cái niềm tin đối với cái đối tác của mình, cái người xung quanh của mình. Và cái yếu tố thứ ba nữa, muốn nói cái điều quan trọng thứ ba nữa, ngoài cái tiếng thời thốt ra thì Đức Thầy còn cho biết là tục tặc, là nó tục, nói những điều không thanh bai, nói những chuyện phòng the, nói những chuyện phải nói rõ là đáng lẽ không nên nói, tức là gọi là thiếu văn hóa đó, phi văn hóa. Những cái lời nói có thể nó đúng, không có nói sai, nhưng mà nhiều khi rồi chúng ta lại phát ngôn những lời nói nó không, gần như là nó không có văn hóa. Thì những cái lời nói đó gọi là tục tằn đó. Thì khi mà nói đến nói tục thì quý vị biết trong cái cuộc sống hàng ngày, đây là thực tế, thì những cái lời nói tục dầu rằng nó không độc ác, nếu nói về cái mặt thô đó, về cái nghĩa đen thì nói tục độc ác, đúng không? Nhưng mà theo lời Đức Thầy đi sâu vào cái lý đạo thì nói tục nó vẫn là ác khẩu. Cho nên chính vì lý do đó thì chúng ta cũng phải hết sức là cẩn thận. Mình không nên nói những cái lời, những lời độc ác, không nên nói những lời nói tục. Cho nên tôi nhớ đến đây thì ngày xưa có một cái vị này tên là Sư Chất, tuổi cũng ngoài 40, không có con. Do đó cho nên mới đến với Đức Phật, mới trình với Đức Phật vậy, nhờ Đức Phật chỉ cái cách và coi hai vợ chồng ông coi có thể là có con hay không, ham có con quá. Thì Đức Phật nói hai người cứ an tâm, theo tao biết rằng hai người cũng rất là hiền, cũng có cái lòng quy ngưỡng Phật Pháp, cũng có đến đây thường để cúng dường cho ta, cho chư Tăng, cho nên thì hai người nhất định sẽ có một đứa con. Nhưng mà ta nói trước có con như hai người không nhờ được, bởi vì theo được biết rằng con của người, của hai người, của hai vị này đó thì sau này sẽ xuất gia tu hành. Thì nếu như mà ông bà chịu thì mới có con, còn không chịu không có. Thì lúc bây giờ vợ chồng Sư Chất mới nói được, yêu cầu có con là mừng, cõi cởi tu cũng được nữa. Thì hứa với Đức Phật như vậy thì đi về. Rồi ngày qua tháng lại thì hai người mới chung sống nhà, mới thọ thai. Cho nên thì đặc biệt thì khi sinh ra một đứa bé trai cáu cỡ lắm. Mà đặc biệt là khi sinh ra đó thì những cái vật dụng ở trong nhà, như cái nồi, cái thau, cái thùng, cái này kia đó, thì tất cả tự nhiên vậy, không biết tự nhiên cái không biết nguyên nhân sao mà các cái đồ ăn, các cái món mật, cái đồ quý, lúc bây giờ thời Đức Phật là mật là quý nhất, mật ong quý lắm, nó đầy hết trơn. Cho nên chính vì cái điều này, cái điểm quý, hai chồng mới đặt tên cái cậu bé này tên là Mặt Thắng, tức là quý báu. Thì ngày qua tháng lợi thì Mặt Thắng cũng được đến tuổi trên 15 tuổi. Thì lúc bây giờ Mặt Thắng mới có ý là xuất gia tu hành, chứ không có chịu là ở nhà để phụng dưỡng cha mẹ, nó nghiệp không đường. Thì vợ chồng Sư Chất mới nhớ là ngày xưa hứa Đức Phật là sau khi con mình nó lớn rồi cho nó đi tu, cho nên mới đem đến cho Đức Phật. Thì mới đi cho xuất gia, và từ từ đến năm 20 tuổi trở thành vị tỳ kheo. Nhưng đặc biệt một điều thì trong quá trình đi khất thực đó, nhiều khi đến những cái vùng mà phải nói rõ là người dân rất nghèo, không có tiền của gì cả, tức là không có gì để cúng dường đó. Nhưng mà riêng Mặt Thắng đi đến đâu thì cũng có đầy bát, không có thức ăn này, cũng có món ăn kia, cũng món ăn nọ. Cho nên thì lúc bây giờ các cái huynh đệ ở trong tăng đoàn mới sầm xỉ với nhau, nói không biết Mặt Thắng ngày xưa tu cái hạnh gì mà phước lớn như vậy, đi tới đâu cũng có đồ ăn đầy đủ hết, bữa nào về cũng chia cho huynh đệ mình. Cho nên anh em mới bàn tính rồi mới đem chuyện hỏi Phật. Thì Đức Phật nói này A Nan,
Ngươi còn nhớ cách đây cũng khoảng trên dưới gần 20 năm, có một cái con khỉ đem đến đây cúng dường cho ta một cái chén mật với một cái lòng thành kính hết sức là phải nói là kính cẩn. Thì lúc Dạ A Nan và các tỳ kheo lớn còn nhớ lại ngày xưa có một con khỉ đem một cái chén mật đến để cúng dường cho Phật. Thì Đức Phật nói chính con khỉ đó vì kính trọng Tam Bảo, cúng dường một cách thành tâm, cho nên khi thác sinh rồi thì sanh thành đào thai thành gia đình của Sư Chất và Mạc Thắng, tức là con khỉ ngày xưa. Như vậy thì lúc bây giờ các vị tỳ kheo mới dở lẽ ra cúng dường cho Đức Phật như vậy, mà giờ này được cái công đức lớn vậy. Thì trong khi đó thì cũng có một cái vị cũng là lanh miệng nói dạ thưa Thế Tôn, vậy thì kiếp trước của con khỉ đó phạm cái tội nghiệp gì mà phải đọa thành con khỉ? Thì phải nói rõ là đây là một câu hỏi rất là hay. Thì các vị trong tăng đoàn cũng xôn xao, tại đó đây là câu hỏi rất hay. Thì Đức Phật mới ôn tồn Phật đáp. Phật nói bởi vì vào cái thời xa xưa, vào cái thời gọi là, tức là vào cái thời Phật Ca Diếp đó, thì lúc bây giờ cũng có các cái vị tỳ kheo này đó, trong đó có già có trẻ khó có. Thì một cái vị tỳ kheo trẻ đó dòm thấy các vị tỳ kheo già đang leo núi đó, đi trong rừng đó. Thì vị tỳ kheo trẻ này mới buộc miệng nói rằng nhìn mấy ông này cái tướng gì đâu mà ốm yếu giống con khỉ quá. Thì khi thốt ra lời là biết rằng mình đã phạm vào cái ác khẩu rồi đó, chê người ta, cũng ăn năn cũng cải hối, nhưng mà đã dở thành nghiệp rồi. Cho nên dầu ăn năn dầu cải hối cả nào, nhưng mà cuối cùng thì phải hậu kiếp rồi, tức là hết cái kiếp tỳ kheo kiếp đó đó, dù có tu đó. Cho nên thì vẫn bị quá kiếp thành khỉ, mà rất là nhiều kiếp khỉ bây giờ, vì cái miệng mồm không giữ kín miệng. Cho nên thì khi Đức Phật nói đây thì tất cả mới dở lẽ ra, thì ra là vậy. Thì nói đến đây tôi mới nhớ đến một cái mẫu chuyện ở trong Sa Di Luật đó, ở trong cái phẩm gọi là Kính Đại Sa Môn đó, thì có kể một cái mẫu chuyện ở trong kinh Sa Di Luật đó. Thì có một cái vị tỳ kheo này nhỏ tuổi chơi một cái vị tăng già đó, tụng kinh cái tiếng ồ ơi khó nghe như chó sủa đó. Chỉ chơi một câu vậy thôi, dầu đằng có ăn năn, nhưng mà cuối cùng rồi thì theo ở trong Sa Di Luật đó có kể lại thì cái vị này phải thọ cái kiếp của con chó rất là nhiều kiếp để đền trả cái ác khẩu. Vậy thì chúng tôi đưa ra các mẫu chuyện này để chúng ta thấy rõ rằng đó, cái lời nói của mình nó rất là quan trọng. Khi chúng ta vô tình hoặc chúng ta cố ý, nhưng mà quý vị nên nhớ nghiệp nó không vô tình, nó vẫn dở thành nghiệp để rồi chính chúng ta nói ra, rồi chính chúng ta phải thọ nhận cái nghiệp báo đó để đời đời luân chuyển báo đền. Cho nên thì đấy là cái nội hàm của ác khẩu. Vì vậy cho nên Đức Thầy mới dạy chúng ta là hãy bỏ những tiếng thô lỗ tục tằn, làm cho đời sống được im dịu thanh bai hơn. Đối với cha mẹ phải có lễ độ, đối với gia đình với bà con cô bác với xóm chừng quen thuộc, lời nói mình phải cho đoan trang chân chính. Đối với kẻ dưới thì đối với con cháu trong nhà không nói những điều ác độc ác, và phải dùng những lời hiền hậu dịu dàng để dạy dỗ chúng. Chính thường đạo thì chúng ta phải thực hiện như vậy, như là Đức Thầy, thì mình mới tránh được cái nghiệp do khẩu gây ra, gọi là ác khẩu. Rồi chúng ta đến cái ác sau cùng, đó là vọng ngữ. Tức là vọng ngữ là nói láo, nói quyển hoặc, không nói có nói không ha. Tức là cái vọng ngữ là vậy, tức là nói cái chuyện nó sai sự thật. Vậy thì Đức Thầy dạy rằng thêm thừa quyển hoặc, ác vọng ngữ đó nghĩa là thêm thừa quyển hoặc, có nói không, không nói có. Ác vọng ngữ này đã làm nguyên nhân cho những sự bất công của nhân loại. Thương người nào kiếm cách bào chữa, giấu giếm sự quấy, thiêu thùa sự tốt ra, ghét ai đặt điều nói xấu, che đậy cái điều phải của họ, rồi đa ngôn khoe phang tự đắc, xảo trá đa ngôn, những kẻ điêu ngoa thường bị kẻ khác khinh khi miệt thị. Thì rõ ràng Đức Thầy đã định nghĩa cũng như đưa ra cái hành trạng của ác vọng ngữ, thì gần như chúng ta không bàn, phải nói rõ là đây là những cái điều phải nói rõ là thường xảy ra trong cuộc sống xã hội. Như vậy thì thường ác vọng ngữ này nó xuất phát, thứ nhất là Đức Thầy cho chúng ta biết ở chỗ thương ghét. Cái người mình thương thì mình nói khác, cái người mình ghét thì mình nói khác. Chính vì cái khác này cho nên chúng ta phạm vào vọng ngữ. Mà Thầy đã dạy ác vọng ngữ thứ tư, ác vọng ngữ thứ tư cũng cấm. Nói thêm thừa quyển hoặc đủ điều, ghét người thời kiếm chuyện dễ thiêu, thương diện lẻ thấp cao bào chữa,
đời bắt công ai xem sửa, trên điêu hoa với chẳng phục tùng, phiên nhân sanh lấy lẽ chí công mà ăn ở nó năng chân chất. Rồi Đức Thầy mới dạy thêm đó, Phật từ bi độ trong nhân vật là luật kinh giải đắc tinh tường, nếu chẳng nghe hồn dưỡng tai ương, chừng ấy mới kêu mời khó rước. Kẻ người dương thế chẳng ưa bốc xước, Phật thần nào gần kẻ xảo ngôn, đã tu hành đừng có buông chôn, tưởng hay giỏi khoe phan tài cán, người hiểu đành mới càng thêm chán. Chi bằng to, chi bằng ta bỏ lối trớ trêu, nói dai cũng phải lựa điều, đừng tráo trác cho người sinh dễ. Thì Đức Thầy đã diễn rất rõ về cái hành trạng cũng như cái cách giải trừ của cái ác ngôn ngữ này. Như vậy thì qua đó chúng ta mới nhận định được, cũng vì thương ghét, không phải là không mà chúng ta nói sai sự thật đâu, cũng vì chúng ta thương người đó quá. Cho nên khi thương người đó quá, dầu người đó có phạm tội cỡ nào, có lỗi lầm cỡ nào, thì chúng ta trong tư tưởng của mình vẫn cho người đó đúng. Cho nên khi mà tiếp xúc với xã hội, ai nhắc đến người đó thì chúng ta binh vực chúng ta cứ đem cái tốt người đó ra, cái xấu của chúng ta lại che giấu, gọi là thương nhau thương cả lối đi mà. Mà ngược lại thì nếu cái người nào mà ghét, thì dầu rằng người đó tốt, người đó làm đúng, nhưng mà trong cái tư tưởng chúng ta thì người đó vẫn là người xấu. Cho nên là ghét nhau, ghét cả công ty họ hàng. Cho nên mình những cái lời nói mình chỉ đem những cái lời nói phải nói rõ là nói làm sao cho thiên hạ, ý của mình á, mình muốn nói làm sao cho thiên hạ cũng giống mình, cũng coi người đó xấu. Cho nên chính vì từ đó mà chúng ta phạm vào cái phỏng ngữ, tức là nói sai sự thật. Rồi bên cạnh cái vấn đề thương ghét sai sự thật ra, thì bên cạnh đó nó còn có một cái vấn đề tế nhị hơn nữa mà đồng đạo nên lưu ý ở chỗ gọi là phe phan, tức là khoe khoang tự đắc, xảo trá đa ngôn. Thì những cái này nó đều rơi vào vọng ngữ khoe khoang. Nhiều khi là cái sự khoe khoang của mình là mình nói thật, mình là cái người là nhiều tiền nhiều của, mình là cái người hiểu biết thông suốt, thì mình nói là mình nói thật. Nhưng mà không ngờ cái nói thật của mình nó hơi quá, nó hơi nhiều, tức là chúng ta tự cao, mình khoe khoang mình hơi nhiều, thì cái đó theo là Đức Thầy thì nó vẫn rơi vọng ngữ. Thì cái này là thường thường chúng ta không lưu tâm đâu quý vị. Tức là nhiều khi rồi chúng ta không nghĩ rằng hôm nay mình nói thật, mình nói đồng đạo mình, nhà tôi làm ăn được lắm, giả sử vậy, thế này thế khác, mình nói bằng sự thật, đất tôi nhiều lắm, cả trăm con đất vậy đó. Tôi nói thiệt cái chuyện chứ, một ngày vậy tôi niệm Phật có mấy ngàn con Phật nè, chàng ơi chị cúng lại sao bằng tôi cúng lại ngày 90 thôi. Thì rõ ràng cái này là cái mình nói thật, nhưng mà không ngờ cái hàm ý trong này lại rơi vào chỗ phụng ngữ, là chỗ chúng ta phe phan nè, chúng ta tự đắc nè, tự đắc tự cao tự đại, mình nghĩ là mình hơn người, mình phe vậy để cho ta thấy được là người ta không bằng mình hơn người ta. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ phạm ngôn ngữ, phải nói gọn cái chỗ phạm ngôn ngữ đó. Do đó thì những cái vấn đề này thì nhiều khi thì chúng ta không có lường được, cho nên Đức Thầy mới giải rất rõ. Còn vấn đề mà xảo trá đa ngôn thì ở ngày ngôn ngữ thì phải rồi, tức là cái tâm không thật, là nó không thật, nó nhiều lời quá. Sách Thánh Hiền ghét kẻ nhiều lời, đa ngôn là nhiều lời. Khi mà chúng ta nói điều nhiều lời thì đương nhiên ở trong đó nó sẽ có các cái vấn đề không thật trong này. Cho nên Đức Thầy dạy rất rõ, như tôi nhắc lại ở cái chỗ mà khoe khoang tự đắc nè, đã tu hành thì có vung chôn nè, tưởng hay giỏi khoe khoang tài cán, thì rõ ràng khi mình khoe khoang tài cán của mình thì là chúng ta vọng ngữ rồi. Và bên cạnh đó thì có thêm một cái điều vọng ngữ nữa mà chúng ta cũng phải bằng thêm, nhất là thời buổi bây giờ quý vị. Mà nếu nói bây giờ không đúng, bởi vì cái này nó theo một cái truyền thống, là theo tôi biết là từ thời Đức Phật khai đạo, khi Đức Phật ở Sài Gòn thì lúc này đã có rồi, có những người là mạo danh thầy rồi lại truyền ra những cái lời tiên tri thiên cơ thời cuộc, làm xáo trộn cái sự tín ngưỡng của đồng đạo chúng ta ở miền Nam lúc bây giờ. Cho nên Đức Thầy mới có cái bản chính đó, bản chính. Vậy thì sau khi Đức Thầy giáng mặt rồi, nhiều cái tình tiết, nhiều cái giai đoạn thì đồng đạo chúng ta lại nhận định rằng có rất là nhiều người lên lại nói cái chuyện thiên cơ, chuyện thời cuộc, cái chuyện đời tới, cái chuyện núi nổ, cái chuyện thầy vời vân vân. Thì tất cả những vấn đề đó đều rơi vào vọng ngữ, mà đây gọi là đại vọng ngữ gì vậy? Bởi vì chúng ta dám bàn thiên cơ thời cuộc, mình không xem xét là mình coi chúng ta tu được bao lâu rồi, mình có thần thông chưa, mình hiểu biết như thế nào, mà lại mình dám bàn thiên cơ thời cuộc, thì như vậy thì rõ ràng chúng ta là cái người đang phạm vọng ngữ. Cái này cái chúng ta đang nói, nhất là thời buổi hiện nay, khi mà các trang mạng xã hội YouTube phát triển rồi thì dễ thôi. Chúng ta muốn bàn bạc đạo lý, muốn gì thì chỉ cần chúng ta ghi hình đưa lên mạng à, đâu có yêu khó như ngày xưa nữa, không quý vị. Cho nên ngày giờ này muốn nổi nó dễ lắm, nhưng mà phải đúng mới nổi, đúng mới có phước. Còn nếu như chúng ta vì cái gì đó cho nên chúng ta lại cái hiểu mình chỉnh chưa tới,
mà Đức Thầy dạy là thiên cơ để dạ lão thời yên thân. Thiên cơ bằng trúng là có lỗi, bằng trật là có tội. Trúng là cửa nào cũng chết. Chúng ta bàn tới thiên cơ là cửa nào cũng chết hết. Thế mà có nhiều đồng đạo chúng ta bất ý. Nó ngay thì cũng xuất phát từ cái ý thiện, cái ý là muốn bàn thiên cơ, đồng đạo sợ người ta tu. Nhưng không ngờ chúng ta nói quá, chúng ta đang ngôn, chúng ta bàn thiên cơ, tiên tri nó không đúng sự thật thì vô tình chúng ta rơi vào đại vọng ngữ. Thì theo tôi nghĩ rằng các cái trường hợp này là chúng ta bị đỏ vậy. Cho nên cái thông điệp này cũng muốn nhắc gửi cho cả đồng đạo chúng ta phải cẩn hạnh cẩn ngôn. Ở ngoài này tôi không nói, mà tôi nói những cái người thông suốt nè, những người có nghiên cứu giảng thầy, những người là đồng đạo chúng ta, những người để một cái hình tướng đạo rất là đạo mạo, tu hành lâu năm. Nhưng đến cái giờ cuối cùng này rồi, chúng ta chỉ cần nhận định sai lầm, nói những điều thiên cơ thời cuộc, dự định ngày giờ nào tới ở trong cái dự ngôn, căn cứ lời Đức Thầy, rồi căn cứ các kinh sách khác, rồi chúng ta kết lại thành một cái ý nào đó để chúng ta nói. Thì xin thưa rằng đây là đại vọng ngữ, cái này mới là cái chúng tôi đang bàn. Cho nên thôi bây giờ đồng đạo chúng ta, cái miệng lưỡi của mình cũng hết sức là cẩn thận quý vị, hết sức cẩn thận. Vì vậy Đức Thầy mới dạy là muốn tránh những điều khiến cho tư cách nhân quần bị giảm hạ, hãy tập tánh nó nâng chân chắc, bỏ lối láo sự chớ triêu, cho nên tráo trác với người và phải dùng lời chân chất. Thì đây là cái yếu tố căn bản nhất của người tu chúng ta, mình phải dùng cái lời nói chân chất thì nó không hết. Như vậy thì trở lại qua bốn cái điều ác, tức là lưỡng thiệt, ý ngôn, ác khẩu, vọng ngữ. Thì bốn điều ác này chúng ta thấy nó xuất phát từ cái miệng, và cái nghiệp quả của nó thì xin thưa là khôn lường. Cho nên Đức Thầy mới khẳng định là, nhưng Thầy xét lại khẩu nghiệp của các trò còn nặng nề hơn hết, rất là nặng. Vì vậy cho nên chúng ta đừng có nghĩ lầm rằng lời nói như gió thoảng mây bay, nói qua rồi hết, xin thưa không hết vậy. Lời nói gió thoảng mây bay là ý muốn nói đây là những cái từ, những cái từ ngữ người ta dùng trong cái cách tiếp đãi bình thường. Nhưng kỳ thật ra lời nói theo trở về tính chất của Phật giáo cũng như tính chất về pháp lý thì lời nói không gió thoảng mây bay được. Chúng ta nói thì phải có trách nhiệm lời nói của mình. Nếu chúng ta nói mà không được ghi âm, không có người khác nghe, hoặc giả người ta không lưu ý, người ta không có ghi lại, thu hình lại, thì có thể là nói gió thoảng mây bay theo tính pháp lý. Còn nếu mà chúng ta nói trên các trang mạng được bên cái an ninh mạng ghi âm lại những lời nói chúng ta, mà chúng ta nói vô tình xúc phạm đến nhân phẩm, đến chính trị, nhất là anh em bạn cơ thời cuộc đó. Ngày xưa thì bạn không sao, mà bây giờ anh em bạn mà coi chừng anh em mai mốt đây không có gì, coi chừng chúng ta phải chịu trách nhiệm với hành sự, với pháp lý đó. Chứ không phải là nói không sao rồi. Ngày xưa thì do cái an ninh mạng chưa có chặt chẽ, không phát triển ngày giờ này. Còn giờ này thì những cái lời nói chúng ta nó có rất là có trách nhiệm khi mà chúng ta phát ngôn trên cái các trang mạng xã hội. Dầu rằng ở trong cái luật, ở trong cái hiến pháp thì tức là ngôn luận, đây là một cái quyền, trong cái quyền cơ bản gọi là tự do ngôn luận, là một trong các cái quyền cơ bản của người dân, của người công dân. Tuy nhiên chúng ta tự do ngôn luận bằng cách nào? Tự do ngôn luận không xúc phạm người khác, tự do ngôn luận mà cho người khác vui vẻ với mình thì tốt. Còn chúng ta tự do ngôn luận mà nó sai, tự do ngôn luận mà ảnh hưởng đến uy tín, đến quyền lợi, đến cá nhân, tập thể, chính trị, đất nước, quốc gia gì đó, thì xin thưa rằng chúng ta sẽ ở tù. Nếu nhẹ chúng ta phạt tiền, mà nếu nặng hơn nữa thì chúng ta sẽ bị xử hình sự đó, ở tù. Quý vị ở tù thì quý vị thấy rằng ở trên các trang mạng xã hội gần đây đình đám cái sự việc mà chúng ta cũng hiểu rồi. Thì cuối cùng bây giờ này cũng đã có cái câu trả lời, bởi vì nói nhiều quá, kiếm chuyện người ta nhiều quá, thì cuối cùng cái kết quả thì chúng ta thấy không có yên rồi. Và thực tế nhân quả nó theo liền. Vì vậy cho nên đấy là chúng tôi nói về cái tính pháp lý. Còn nếu chúng ta nói về tính nhân quả thì phải nói rõ, nó càng trách nhiệm hơn nữa. Lời nói không gió thoảng mây bay, mà lời nói nó có một trách nhiệm cực kỳ. Chúng ta vừa thoát ra miệng thì đã dệt thành nghiệp, nếu nói theo tinh thần nhân quả. Cho nên quý vị biết rằng đối với người phương Tây, người ta không tin ngưỡng Phật giáo nhiều, tuy nhiên người ta ý thức vấn đề này. Vì vậy cho nên người phương Tây người ta rất là cẩn ngôn cẩn hạnh, trước khi nói uống lưỡi 7 lần. Lời nói như thể tên bay, không nên bắn bậy lọt vào tay người, khó nhổ cho ra. Nhiều khi chúng ta nói, mình nói xong mình xin lỗi, mình nói xong mình biết mình nói sai, mình năn nỉ, mình xin lỗi cái người chúng ta vừa nói. Thì giả sử cái người mà bị mình nói chạm tự ái, thì người ta nói ừ thôi chị lỡ nói vậy, anh lỡ vậy thôi, tôi xin lỗi, tôi tha thứ cho anh đó, không buồn anh. Thì dầu rằng ngoài mặt người ta không buồn, nhưng mà trong tâm người ta sẽ có một cái
cái gì đó, nhớ hoài, nhớ cái lời nói của mình, nhớ những cái mình xúc phạm người ta bằng cái ngôn từ đó, bằng những cái lời nói và vô khẩu lòng không ấy, thì đây cũng là một cái hết sức là tạo mất đi cái thiện cảm đối với người chung quanh. Cho nên thì chúng tôi mới mạo muội dám nói rằng cái lời nói chúng ta có rất là có trách nhiệm. Chính vì trách nhiệm này mà ngày xưa Khổng Tử đã nói là nhất ngôn khả dĩ tán ba, nhất ngôn khả dĩ hưng ba. Một lời nói có thể làm cho đất nước tan nhà nát cửa, một lời nói có thể làm cho đất nước được hưng thịnh. Hay hoặc là nhất ngôn ký sức, tứ mã năng tri, một lời nói bốn con ngựa cho theo, không lợi. Vì vậy Đức Thầy mới dạy là xưa Đức Thánh luận bàn cái lưỡi, Ngài nói rằng các việc tại mày, thuận với hòa hay ghét với gầy, cũng cái lưỡi làm thầy các chuyện. Vì vậy cho nên hôm nay chúng ta là người tín đồ đọc Phật giáo hòa hảo, thì mình phải hết sức là cẩn hạnh, cẩn ngôn. Chúng ta cũng nói nữa, mà chúng ta phải nói năng điều chánh. Nếu ít nói được, giảm bớt lời nói được thì tốt, nhưng mà có nói thì phải nói lời chân chánh, chứ đồng đạo thì nó không hết. Như vậy thì qua cái ác khẩu mà thầy dạy chúng ta luôn cách dễ trừ, thì đây là một cái bài học, nó mang một cái tính giáo dục đạo đức tích cực cho cả đời lãng đạo. Cuộc sống loài người sẽ hạnh phúc hơn, cuộc sống loài người sẽ thăng hoa tốt đẹp hơn, cuộc sống loài người sẽ được văn hóa phát triển đồng bộ hơn, nếu như ai cũng có những cái lời nói trung thành, thật thà, đạo đức, thì cuộc sống xã hội này gần như nó sẽ rất là hạnh phúc, và cái sẽ khởi sắc đi được cái sự hòa bình, cái sự an lạc. Cũng chính vì cái lời nói không trung thành, không thiết thực, nói một đường làm một nẻo, nói một trước làm sao, lật ngược vấn đề, lật ngược những cái là hợp đồng, lật ngược những cái hiệp ước. Chính vì vậy cho nên xã hội này mới có một sự mâu thuẫn, rồi từ đó nó hãy nảy sinh một cái mầm móng chiến tranh, từ đó sẽ nảy sinh một cái sự khổ, để rồi người dân phải chịu ta thác. Cho nên cuộc sống xã hội rất cần những cái lời nói chân thật, rất cần những cái lời nói thánh thiện, rất cần những lời nói chánh ngữ thay vì những lời nói tà ngữ, thay vì những lời nói ác khẩu. Rồi trở lại con đường tín ngưỡng cũng vậy, nếu như hôm nay nhà tu mà còn phạm vào khẩu nghiệp thì cái như cái công tu hành chúng ta bao nhiêu, cái miệng mình ăn hết bao nhiêu vậy. Chúng ta làm từ thiện, chúng ta ăn chay, chúng ta cúng lại, phước đức nhiều lắm, nhưng mà phước trước thì cái miệng sao nó ăn hết, không đạt được kết quả đâu, không đạt kết quả. Vì cho nên hôm nay chúng ta giữ kín cái miệng, để chúng ta bảo tồn cái thứ nhất là bảo tồn cái khí huyết con người chúng ta, bảo tồn cái trí não chúng ta, mà cái quan trọng giữ kín cái miệng là chúng ta bảo tồn được công đức, để chúng ta không gây cái nghiệp quả, không lôi kéo cái nghiệp vào nhà của mình. Chúng ta bảo tồn công đức, và từ đó nếu nhà tu mà không giữ kín cái miệng thì đời tu coi như là không đạt kết quả. Cho nên trở lại tinh thần Phật giáo thì phải nói rõ khẩu nghiệp nó càng quan trọng hơn trong cuộc sống loài người. Phải nói rõ đây là một bài học giá trị đích đáng nhất song hành với đời tu chúng ta, từ ngày mình biết đạo cho đến ngày chúng ta giải thoát thì nó không hết. Thì đến đây chúng tôi cũng xin kết thúc qua cái chuyên đề khẩu nghiệp. Thì trong quá trình trao đổi không sao tránh khỏi những sơ sót, rất mong quý đồng đạo niệm tình thượng thứ và bổ khuyết thêm. Trước khi được khỏi diễn đàn thì chúng tôi cũng không quên cầu chúc cho tất cả đồng đạo chúng ta phải quan tâm đến lời nói của mình, và chúng ta phải hết sức cố gắng thực hiện theo cái chương trình cách giải trừ khẩu nghiệp, và mình phải nhận định cho được những cái tội lỗi do miệng lưỡi gây ra, để chúng ta cố gắng thực hiện trong suốt đời tu của mình, để cho mình được cái lời nói luôn thơm tho, cái lời nói luôn đức hạnh, mà mọi người khác khi nghe lời nói của mình thì người ta sanh cái lòng hoan hỷ, sanh cái lòng tin tưởng, thì đó mới là cái phước đức vô lượng. Thì tôi cũng mong cầu tất cả đồng đạo chúng ta phải thực hiện cho được, và quan trọng hơn là chúng ta phải cố gắng ghi nhớ là Đức Thầy đã dạy, đó là tín đồ cùng các chư tăng từ rài sắp đến, nói năng chọn lời. Trân trọng kính chào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.